Chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một cái kênh mà chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chơi và trong quá trình mà chúng ta luyện tập. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể rằng là không kiếm được tiền nhanh, nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng đỡ mất tiền hơn và có thể kiếm được ít nhiều gì đó để kiếm tiền rau, tiền cơm, tiền cháo anh em ạ. Vậy thì theo chuỗi series của buổi thứ tư hàng tuần thì hôm nay tôi xin gửi đến anh chị em một cái chủ đề, đó là có quyết định đầu tư vào thời điểm này hay không, và có nên đầu tư vào forex và những thị trường tài chính thế giới này hay không. Thì để trả lời cho những câu hỏi đó thì chúng ta hôm nay hãy xem hết clip hôm nay để hiểu rõ hơn về vấn đề mà tôi muốn nói đến hôm nay là gì. Thì cũng là những cái mà tôi chia sẻ hơn cho anh chị em đối với những nơi khác, đó là mặt tiêu cực sẽ nhiều hơn, mặt mà không tốt sẽ nhiều hơn, thì chúng ta sẽ xem như thế nào nhé. Chúng ta xem và hoạch định ra một cái kế hoạch cho chúng ta như thế nào. Rồi, anh chị em hãy dành ra ít phút để anh chị em nào chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký kênh giúp mình và chia sẻ kênh Mr. Vinh Pro Vlog ra cho khắp các nền tảng xã hội như là Facebook, TikTok, Zalo v.v. để cho nhiều anh chị em được biết đến. Điều đó cũng là điều mà tốt cho những anh chị em mới, và cũng một phần gì đó giúp tôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, chân thành cảm ơn anh chị em một lần nữa. Rồi, chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính. Thì anh chị em hãy xem hết cái chủ đề ngày hôm nay là có nên đầu tư về vào forex, vào thị trường tài chính thế giới hay không. Thì chúng ta hãy xem hết những cái clip hôm nay, tôi sẽ thống kê sơ một vài cái nguyên do và một vài cái quyết định xem như thế nào. Chúng ta hãy vào nội dung cụ thể mà bài chia sẻ hôm nay tôi muốn gửi đến cho anh chị em mình nhé. Đầu tiên, chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog. Thì kênh của mình nói lại thôi, là một kênh về kiến thức về tài chính quốc tế, nói chung là về forex rồi coi cũng các kiểu, hỗ trợ các công cụ giao dịch tự động giúp ích cho rất nhiều anh chị em mà luyện tập và trong giao dịch tài chính. Thứ mình của tôi tạo ra kênh này là ít nhiều gì cũng mong là mang lại lợi nhuận cho anh chị em mình bằng nhiều cách, nhưng mà tất cả cách đó phải chân chính nhất, chứ không phải là lôi kéo và xúi dục hoặc là tạo ra những cái gọi là hoài bão ảo để chúng ta nguy hiểm đến cái việc mà tiền bạc, tài chính vân vân. Những điều đó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tôi đã lãnh hậu quả rất lớn trong quá khứ rồi đó. Thì mong anh chị em hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ cái những clip mà Mr. Vinh đã chia sẻ, tôi đã chia sẻ. Thì cái slogan của cái clip hôm nay đó là cái việc mà chúng ta, từ cái việc mà chúng ta nghĩ, suy nghĩ đến cái hành động của chúng ta như thế nào. Thì đôi lúc chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta làm như vậy đó, nhưng mà chưa chắc kết quả lại tốt đó. Thì giống như nhiều người nói là chúng ta cứ nghĩ và hành động thôi đó, rồi chúng ta sẽ có kết quả. Còn vấn đề kết quả tốt hay xấu thì chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng có kết quả đó, ít nhiều gì cũng là bài học, hoặc ít nhiều gì thì đó cũng là một cái quá trình để chúng ta trưởng thành anh em ạ. Đó rồi, ok, thì chúng ta nội dung sơ lược hôm nay đó là tôi nói sơ về một cái tình cảnh hiện tại chúng ta như thế nào anh em nhé, và chúng ta sẽ tìm kiếm kênh đầu tư như thế nào khi mà chúng ta thời gian rảnh nhiều hơn mấy năm trước nữa xin lỗi, năm ngoái vẫn còn quá rảnh, trước trước nữa thì chúng ta bận việc hơn nhiều, lý do rảnh thì chúng ta biết rồi. Rủi ro như thế nào và đi đến quyết định ra sao và cái tổng kết của nó sẽ ra sao thì chúng ta hãy xem hết clip này nhé. Đầu tiên thì nói sơ về cái tình cảnh hiện tại. Tình cảnh hiện tại thì chắc ai cũng biết, đúng không? Một cái nạn mà mang tên COVID xinh đẹp 19. Đấy, bình thường là cô gái 19 tuổi là đẹp chết được lần này, COVID này kiểu này căng quá. Nói chung tất cả mọi người, mọi kinh tế, mọi ngành đều đa số đều lâm vào trạng thái nguy hiểm. Đó, thì chúng ta cũng đa số cũng rơi vào tình trạng như vậy, kéo theo hệ lụy đều như vậy, gần như vậy. Đó, và nó kéo theo cái tình trạng việc làm của chúng ta cũng đa số thất nghiệp, hơi bị căng thẳng anh em ạ. Đó, kể cả nghề giáo viên của tôi cũng nghỉ rất nhiều tháng, nói chung tình hình chung là thế. Đó, mà đặc biệt là những giáo viên mà dạy hợp đồng như tôi cũng nhiều anh em cũng phải rơi vào tình cảnh là
là căn. Có những bài báo của những giáo viên mà dạy trung tâm ngoại ngữ của phương Tây phải ra ngoài bán đồ hàng, bán hàng gì đó bên quận 1, anh em còn nhớ những bài báo đấy không? Đó. Thì nói chung tình trạng việc làm rất là căng thẳng. Đó. Rồi thì khi mà tình trạng việc làm nó không có rồi thì áp lực tài chính nó nặng lắm. Đó. Áp lực tài chính nặng kinh khủng, đặc biệt là những người mà thuê nhà các kiểu, thậm chí là những anh em mà mê nhậu thì tại vì khi mà cái nhậu ấy, ta ghiền lắm. Nhiều lúc chúng ta một tuần mà không gặp nhau, anh em nhớ, nếu thằng đồng đội nó không rủ thì mình cũng nhá hàng cho nó rủ. Mình hiểu cái cảnh đó, mình hiểu cái cảnh mà ghiền nhậu đã lắm. Tại vì ra mình nói sướng miệng luôn, ra nói vô lô ba la đời hạnh phúc gì đâu. Ok, thì đó là khi mà chúng ta rơi vào tình trạng áp lực tài chính rồi thì những cuộc chơi đó chúng ta tạm dừng bớt rất nhiều. Ai mà chơi vẫn còn đều như ngày nào hoặc là chơi hơn thì còn toàn nặng nữa. Đó. Và hiển nhiên thì khi mà tài chính nó toàn, những cái cơm áo gạo tiền này kia nó đè nặng chúng ta thì trách nhiệm lúc đó còn nặng hơn nữa. Đó. Và chúng ta cũng phải thể hiện trách nhiệm của mình như thế nào thông qua những cái tình cảnh như vậy. Đó mới thật sự là xứng đáng hơn nữa là trụ cột của gia đình anh em ạ. Đó. Thì đó, ok. Và hiển nhiên rằng là ai cũng vậy, sẽ có một mong muốn nào đó, sẽ có một cách nào đó để cứu vớt cái tình cảnh đó. Đó. Và mong muốn không đâu xa vời chính là chúng ta đi lang thang trên mạng Facebook, YouTube là xem có cách nào kiếm tiền online không, xem có cách nào để chúng ta kiếm tiền nhàn hạ hay không, xem có cách nào không đục chân tay mà vẫn có thể kiếm tiền được hay không, xem có cách nào mà dùng những cái mạng, nhưng dùng những cái ở nhà, dùng những cái smartphone, laptop để chúng ta có thể kiếm tiền được hay không. Và đó là mong muốn, và mong muốn đó là chính đáng, nên là hoài bão. Thì hiển nhiên khi mà chúng ta làm như vậy, khi chúng ta mong muốn như vậy đó, thì chắc chắn Facebook, YouTube rất hay anh em ạ. Nó link đến cho chúng ta những gọi là nó có data tâm lý của mình, link đến cho chúng ta những điều mà gọi là nó biết hết những gì chúng ta suy nghĩ. Và nó link đến chúng ta những cái đội nhóm này, đội nhóm kia, IB này, IB kia, là báo thắng này, thắng kia, đầu tư 100 đô có thể lên được là 1.000 đô trong vòng 1 tháng, rồi 300 đô có thể lên được 30.000 vân vân. Đó, thậm chí là lãi 5% một ngày, 10% một ngày, bao cam kết bao các kiểu. Đó, anh em ạ, nói chung rất nhiều. Đó, thì mạng xã hội thì chúng ta biết rồi, Facebook đầy đẩy đội nhóm, YouTube còn nhiều hơn nữa, TikTok, Telegram, Zalo cũng vậy luôn. Đó, anh chị em những hệ thống gọi là siêu lời, những dự án siêu lời, những cái chắc chắn lời và chắc chắn lấy vốn lại cho nhà đầu tư và cam kết này kia vân vân, rất nhiều anh em ạ. Rồi thì rất nhiều dự án và chúng ta lại mong men đâu đó có đến gọi là cái ngành gọi là forex coin cũng từ các đội nhóm IB đó thôi. Thì khi mà chúng ta đã thấy những tin nhắn là tôi đầu tư 5 đô lên 10 đô chẳng hạn vậy, vân vân, thì thật ra nó dính dáng đến những dự án coin rồi bio rồi forex gì đó. Thì đó là những cái lúc mà chúng ta đi tìm kiếm những kênh đầu tư. Có đúng tâm lý của chúng ta là như vậy không anh em? Thì tìm kiếm cái tâm lý của cái cách đầu tư của chúng ta tìm kiếm trên các nền tảng xã hội như vậy đó. Thì chúng ta gặp những cái đội nhóm, gặp những IB, gặp những người mà thậm chí là quen với chúng ta luôn. Rồi chúng ta dần dần lắng sang qua những cuộc chơi gọi là forex, bio, coin, rồi những cái dự án coin, vân vân, nhiều lắm anh em ạ. Rồi thì đó là cái mà những cái kênh đầu tư. Tuy nhiên đến 99.99% là chơi đồ dê bán thịt cày. Giờ đã nói rồi mà thịt cày bán quá. Nhưng mà nó thật ra bây giờ thịt chó đôi lúc mắc ngang ngửa dê đây nè, sợ hơn cái nha nè. Đôi lúc cái này nó không hợp lý lắm, cái câu này nó sai sai vậy nè ta. Nhưng mà câu nói, ý nói của nó đơn giản là rất nhiều cái nội dung, những cái bài báo để chúng ta thậm chí là những cái đội nhóm này kia đó, bài báo gọi là, xin lỗi, bài báo mà gọi là blog với anh em đó, và phân tích sự lợi nhuận của cái thị trường này rất lớn, thị trường ngàn tỷ, nghìn tỷ gì đó anh em, lưu động ngày 6.000 tỷ, 5.000 tỷ vân vân, tỷ đô á nha anh em, tôi nói đang tỷ đô chứ không phải tỷ Việt Nam đâu.
em thấy sướng không? Sướng đi, mình chỉ mong là lấy một chút nhỏ 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 của đó thôi là mình ngon lành rồi, phải không em? Tuy nhiên vào mới biết, vào mới biết. Rồi chúng ta cứ xem hết clip chúng ta thì biết biết cái gì. Và tôi nói rồi, thị trường này thì 99,99999% là lừa đảo, không ít thì nhiều. Có những nhà đầu tư nói với tôi là có hai loại, nói loại hơi kỳ chứ, đúng không, có hai kiểu người, đúng không, trong thế giới cái đội nhóm IB đó mà nguy hiểm đó, chứ vẫn có xấu vẫn có đẹp nha. Hai kiểu người đó là bị lừa rồi đi lừa người khác. Bị lừa rồi nhé, tức là từng làm người hiền cho nó đi lừa người khác. Còn một người mà có tư duy lừa đảo từ nhỏ rồi thì gốc gác rồi đó, đó là hai kiểu người thông thường trong cái nhóm lừa đảo này. Và cái tỷ lệ đó cực kỳ cao, anh em hãy cẩn thận, siêu cẩn thận. Đó là cái sự rủi ro. Còn hiển nhiên khi mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không tin bố con thằng nào nữa và chúng ta bắt đầu tự làm tự chơi, lại gặp một vấn đề nữa. Khi mà không tin ai, không tin bên ngoài, không tin khách quan thì chúng ta bắt đầu tin chủ quan. Và tin chủ quan thì liệu có thắng hay không thì thật sự vẫn sẽ 99,9% lại toàn. Là phụ thuộc vào tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta cực kỳ nguy hiểm, và cái việc mà chúng ta được luyện tập tâm lý này hoàn toàn không có. Rất nhiều nơi gọi là luyện kỷ luật, luyện này kia, nhưng mà kể cả những người nói luyện kỷ luật, luyện tâm lý vẫn không thể làm được cái những gì họ nói. Chính vì vậy cho nên là cái tâm lý đó, đó ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền nữa thì càng làm cho chúng ta nặng về tâm lý hơn, thì cái việc mà chúng ta thua trong thị trường này còn nguy hiểm hơn nữa. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng phải cần phải lưu ý hơn, đó là rủi ro về tâm lý, về chủ quan đó nha. Rồi hiển nhiên thì ngoài ra những đỡ tâm lý và muốn là chúng ta tin tưởng một ai đó thì thông thường chúng ta đi tìm những dự án, đúng không? Những cái kế hoạch tài chính vân vân, đa cấp tài chính đó. Tuy nhiên là cũng cho chúng ta những cái điều nguy hiểm hơn, đó, chúng ta những điều không tốt anh em ạ. Rồi ok, thì đó là cái mà rủi ro, chúng ta thấy rủi ro hơi bị ghê đúng không nè, đó rủi ro rất nhiều. Thế thì cái hậu quả của rủi ro đó là gì? Hậu quả rủi ro đó là người thì mất ít tiền, đến mất nhiều tiền, đến hết tiền luôn, và đến âm tiền em. Và âm tiền luôn thì có nghĩa là chúng ta nợ nợ chồng nợ chất, nợ như chúa trộm rồi nè. Rồi và nhiều nhà có đất thì rất nhiều bạn bè đồng nghiệp tôi cũng đã bán đất vì coi vì correct. Rồi hiển nhiên về những cái tình cảnh đó thì rơi vào khi mà bán hết rồi thì thông thường là chúng ta không mất mồ hôi nước mắt, thường là lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí chơi đến cuộc chơi là vay nặng lãi để chơi. Tại vì nhiều đội nhóm hay quá, nhiều 7% ngày cam kết lãi, thế thì mình vay bên ngoài có 5% tháng hoặc là 10% tháng, đúng không, cũng là siêu cao rồi. Nhưng mà nếu mà so về ngày thì 7% ngày tháng được 200 mấy%, thế gấp mấy lần sướng không. Tuy nhiên hoàn toàn vào thì chúng ta mới thấy toàn nạn, và toàn cả hai bên luôn, mắc cả chì và chài luôn anh em. Lúc đó là không biết đi về đâu, vui luôn. Rồi và một cái điều hậu quả ghê gớm nữa đó là gia đình sẽ không còn êm ấm nữa, người thân xa lánh, và đặc biệt một cái mà siêu buồn cho chúng ta, cho anh em bạn nhậu, đó là bạn nhậu mất hết luôn, mất dần hết luôn anh em ạ. Mất hết, không còn ai liên lạc, bởi vì tiền đâu liên lạc, tiền đâu nhậu, mỗi lần nhậu tầm mấy trăm ngàn, không chưa kể đến những tay vịt các kiểu rồi. Và chưa kể đến khi mà chúng ta vay nặng lãi các kiểu, là hoặc là chúng ta suy nghĩ tâm lý bị đè nặng anh em, áp lực lớn, nó nguy hiểm đến những cái gọi là cái body, là gọi là cái tính mạng của chúng ta anh em, rất là nguy hiểm. Rồi ok, thì đó là những cái rủi ro, tôi nói hoàn toàn là rủi ro nha anh em. Thế thì anh em nghĩ rằng là mình sẽ quyết định cái gì và mình sẽ quyết định ra sao?
anh em xem hết clip này để biết chúng ta nên quyết định điều gì nhé. À, thế thì ok, thì đó là những cái rủi ro, rất nhiều rủi ro. Thế thì quyết định này, một cái quyết định là vẫn đầu tư. Thì trớ trêu thế, vẫn đầu tư, cay thật. Một cái người là vẫn hoài bão, vẫn muốn mình đầu tư, vẫn muốn mình kiếm tiền. Bởi vì à, có thể thằng quỷ này nó nói, nhưng mà tao không lao vào, tao không rơi vào cái 9,9% đó đâu, mà là tao sẽ rơi vào cái 0,0001% kia kìa. À, ai cũng nghĩ thế, ai cũng muốn mình như vậy. À, thế là vẫn đầu tư. À, và kết quả như thế nào thì chúng ta, đấy, chúng ta biết rồi đó. Đó là cái ước mong tìm tiền của chúng ta. Điều đó là điều đúng, đúng không? À, điều đúng. Thế là khi mà chúng ta tìm tiền mà tìm không được, hoặc là tìm chưa ra, thì lại tiếp tục đầu tư. Đầu tư cái khác, hoặc là đầu tư lớn hơn. À, và khi đầu tư thì có thể mất mát, chúng ta sẽ nhận được bài học sớm hơn. Hy vọng là mất ít, chúng ta nhận được bài học ít hơn, à, bài học sớm hơn mọi người khác. À, đấy, thì à, rất nhiều học viên tôi, à, bây giờ 18, à, quên, xin lỗi nha, là 20 tuổi. Bạn ấy nói là khi 18 tuổi bạn ấy đã tìm hiểu về cái nghề này rồi. À, và tôi nghiên cứu ở bên nước ngoài này, à, kể cả Trung Quốc hoặc là bên phương Tây cũng vậy. À, cái nghề forex, nghề ngoại hối, nghề tài chính này, họ đào tạo trẻ em từ rất nhỏ, từ rất bé luôn á. À, họ đào tạo từ những tư duy, từ những chiến lược, à, họ đào tạo rất kỹ, họ thậm chí họ đào tạo rủi ro này kia rất nhiều. À, thì họ nhận được, và suy đến bản thân tôi thì thật ra tôi nhận bài học trễ quá, cho nên mất nặng quá. Đôi lúc nhận bài học sớm thì ta đôi lúc đó không có gì để mất, mất ít. Cái bạn mà hồi nãy tôi nói, học viên, rất nhiều học viên trẻ của tôi, các bạn hãy đồng ý vẫn có toan, vẫn có nguy hiểm, nhưng mà thông thường là mất ít. Ít, ít ở đây cũng là số tiền cũng không phải nhỏ, nhưng mà ít so với số tiền của tôi rất nhiều. Ví dụ như chúng ta mất có thể vài triệu, vài chục triệu là nghe ghê với thời điểm đó. À, nhưng mà nếu chúng ta một ngày nào đó chúng ta tích lũy được số tiền rất lớn, hoặc là lớn, mà chúng ta mất đi thì chúng ta còn ghê gớm hơn nữa. Như vậy cho nên là chúng ta có thể quyết định rằng là cứ đầu tư, nhưng mà đầu tư ít để chúng ta nhận được bài học sớm hơn. À, và nếu lỡ có thua thì chúng ta có nên đầu tư tiếp hay không? À, có nên đầu tư tiếp hay không? Đó là vấn đề. Thì vấn đề là tôi thì vẫn có thể đầu tư, nhưng không nhất thiết mình phải đầu tư tiền, mà mình hãy đầu tư về thời gian, đầu tư về kiến thức, đầu tư về những cái nếu có tiền thì là tiền ít thôi, để mình thêm một ít về kinh nghiệm sương máu. Đó, thêm một ít về những cái trải nghiệm để chúng ta có thể chiến đấu với những người. Đó, rồi khi mà chúng ta làm hoài những quá trình như vậy mà thấy nó vẫn tay tua, chúng ta thay đổi một chút. Đó, thay đổi một chút đầu tư, ví dụ từ thay đổi từ cặp tiền sang thay đổi chỉ số là thay đổi đầu tư, đúng không? Hoặc là thay đổi từ forex sang thay đổi từ chứng khoán Việt Nam sang thay đổi chứng khoán thế giới, chẳng thế. Đó, để toàn năng hơn hay sao, hay là để chúng ta học được thêm bài học nữa, vân vân. Đó, đó là một chút thay đổi đầu tư, mục đích cũng là tìm lại tìm một cơ hội để chúng ta hy vọng để chúng ta đỡ khổ hơn về tài chính, đúng rồi nè. Đó, và hiển nhiên khi mà chúng ta quay lại đầu tư, à, quay lại đầu tư cái nghề cũ, cái nghề tài chính cũ, ví dụ vậy, à, khi chúng ta tìm cơ hội khác rồi mà vẫn không ổn, ta quay lại đầu tư cũng là ví dụ như đầu tiên ta đầu tư forex, sau đó tôi lại đầu tư sang coi, sau đó tôi quay ngược lại forex, ví dụ vậy. Đó, thì à, khi mà tôi đầu tư như vậy thì đầu tư lúc đó mình sẽ tĩnh tâm hơn một chút. À, khi mà có kinh nghiệm xương máu nhiều hơn thì lúc đó mình sẽ đầu tư nhỏ hơn, đầu tư nghiêm túc hơn, học hành đàng hoàng hơn và có kỷ luật hơn. Bởi vì điều đó đó không cần ai nói nữa mà tự thấm vào bản thân mình rồi nè. Đó, cái điều mà anh em nhà đào tạo này kia có nói rằng là anh phải kỷ luật, anh bắt buộc phải kỷ luật, anh bắt buộc phải tuân thủ theo một cái nguyên tắc nào đây, được, đồng ý. Nhưng mà kể cả người nói điều đó cũng chưa chắc làm được điều đó, thì chúng ta liệu có làm được điều đó hay không? Thì tôi nghĩ rằng là chỉ làm được khi chúng ta bị những cái gọi là va vấp siêu nặng, thử thách siêu lớn, vực thẳm siêu sâu, thì lúc đó chúng ta mới khắc sâu vào tim mình được. À, thì đó là cái mà tôi mới và đi đến quyết định như vậy. À, thì đây là quyết định của đa số, nói về chủ quan tôi, anh em có thể quyết định xem như thế nào nhé. Rồi,
Thì hiển nhiên lý do mà mình quyết định như vậy là sao? Là hiển nhiên thì mình cũng phải kiếm kiếm lời từ tiền tiết kiệm. À, đây là cái mà tôi nói chung cho anh em mình nhé. Đó là lý do chúng ta đầu tư là kiếm lời được từ tiền tiết kiệm nha. Tôi nói ngắn rõ là nếu chúng ta có tiền tiết kiệm thì lời, nhưng mà lời ít thôi. Ví dụ lãi ngân hàng là 5% một năm, thì ví dụ bây giờ chúng ta mong sao kiếm được 10% một năm và đánh siêu nhỏ thôi. Đã hy vọng, điều đó là điều hy vọng. Và hy vọng rằng lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn ngân hàng. Tăng nhanh hơn, và nếu chúng ta áp dụng lãi kép nữa thì có thể tăng nhanh hơn rất nhiều. Sẽ có những buổi đầu tư tôi sẽ nói về những cái kỳ quan, rất nhiều bên, rất nhiều bài quảng cáo, cái mô hình lãi kép được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Ok nhé anh em sẽ có clip tôi nói về kỳ quan thứ 8 đó, trong vật kép đó, cho anh em mình hiểu về cái lãi kép đó như thế nào, lãi kép theo ngày, theo phút, theo giây như thế nào. Và trong nghề này có thể làm được, có thể nha anh em. Rồi thì hiển nhiên rằng một lời khuyên cũng nên là lấy từ tiền nhàn rỗi ra mà đầu tư. Siêu nhàn rỗi nha anh em. Và nếu không có, hoặc là nếu tốt nhất an toàn hơn, thì chúng ta nên luyện tập thời gian, luyện tập khi thời gian rỗi, khi Covid thì cách ly chẳng hạn vậy. Thì chúng ta có thể đầu tư, nhưng đầu tư về thời gian, backtest, demo, quá lắm là chúng ta sẽ đầu tư ít tiền cho tài khoản sen, mới chơi với lot nhỏ nhất. Đó là những cái lý do mà chúng ta có thể đầu tư. Và vì một lý do nữa mà chúng ta có thể đầu tư thời gian và một ít tiền như vậy, đó là vì chúng ta có thể có thêm cái nghề. Chúng ta có thể vẫn giữ lại cái nghề cũ, cái nghề ví dụ như là chúng ta đi làm shipper, chúng ta vẫn shipper, ví dụ thế nhé anh em nhé. Và chúng ta vẫn có thể trade. Trade ở đây không phải là cứ lúc nào cũng cầm điện thoại, lúc nào cũng cầm cái laptop, lúc nào cũng phân tích vân vân, không phải. Mà là trade ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ học hỏi và nghiên cứu cái việc giao dịch của người ta như thế nào, để chúng ta hiểu được cái nguyên tắc thị trường, nguyên lý thị trường, rồi vân vân, để chúng ta có thể đầu tư, để chúng ta học hỏi thêm, để ít nhiều gì dần dần về già nó thấm hơn, rồi chúng ta sẽ ít nhiều chúng ta sẽ thêm một cái nghề để đầu tư nhỏ và kiếm tiền nhỏ. Thế thì tóm lại hôm nay chúng ta học được cái gì và tôi chia sẻ được cái gì, thì hôm nay cái bài chia sẻ hôm nay của tôi đó là, tôi nói một điều đơn giản thôi, đó là chúng ta hãy đưa đến một cái quyết định rõ ràng hơn cho cái việc mà chúng ta có nên tham gia vào chính hay không, trong khi lừa đảo rất nhiều. Anh em có thể xem lại clip về vấn đề rủi ro tôi vừa nói đó, rủi ro rất nhiều. Và cái quyết định của chúng ta đến đa số chúng ta đa số là đến kết quả không tốt. Tuy nhiên vẫn có những quyết định chúng ta tạo ra được một cái nghề chẳng hạn vậy đó. Thế chúng ta cứ lần mò cái như vậy rồi chúng ta sẽ làm. Có những bạn YouTuber này kia nói, tôi đoán thoáng nghe được là đầu 7-8 năm gì đó demo rồi mới chơi thật. Đó là một điều tốt, đó là một điều mà tôi trân trọng điều đó. Đó là điều cực kỳ tốt anh em. Cho nên bây giờ nếu như bạn ấy có thật sự thành công là điều xuất sắc. Vậy thì tóm lại hôm nay những điều mà tôi chia sẻ, hy vọng anh em mình hiểu được một điều gì đó để đưa ra một quyết định chính xác nhất cho bản thân anh chị mình. Vậy thì giá trị của nó là đạt bao nhiêu cho ngày hôm nay thì anh em mình hiểu gì đó. Có nghĩa là nếu chúng ta nghe được bài của tôi, anh em có thể là dừng đầu tư, khoan hãy tin những đội kia, ngày mai tao tính vào đội kia 5.000 đô. Nó đang nói cam kết đầu 5.000, 5% một ngày, và cam kết lời ta có công chứng luôn, ngon quá. Nhưng mà nghe thằng quỷ Vista Pro về lúc nó nói thế là tạm thời dừng lại, lỡ có liều thì đầu tư 500 đô thôi, một người của đó thôi, và đúng mắc thật. Anh em cứ thử đi rồi biết mắc thật. Vậy thì có nghĩa là ở sau khi nghe bài của tôi, cái tự nhiên anh em tôi dừng từ 5.000 xuống 500, hay đầu tư chúng ta đã giữ lại 4.500 cho vợ con. Ít nhiều gì thì cũng đỡ mất đi. Này nè, đó có nghĩa là cái giá trị mà tôi mang đến cũng rất lớn, nếu anh chị em mình hiểu thấu hơn và tạm dừng lại hơn, đèn vàng chút đó, thậm chí đèn đỏ luôn cả luôn này mà đó, cái giá trị của nó tính bằng tiền đó anh em. Rồi vậy thì chốt lại lời khuyên của tôi là làm gì đây. Thì lời khuyên của tôi đó là anh chị em hãy một lần nữa, đó là nếu có muốn học một cái nghề thì hãy thật sự giữ cái nghề cũ của mình,
cho dù có COVID viếng thăm hay là COVID gì đó thì chúng ta cũng cứ bình tĩnh, khó khăn là khó khăn chung. Nếu mình có tay một cái nghề thì chúng ta cứ luyện tập xem là cái gì mà ta nói lời hết đúng không, mà lại có tai tiếng mà người ta vẫn cứ nhảy vô nhiều thế, pháp luật chưa công nhận mà tại sao người ta vẫn vào rầm rầm thế, lý do tại sao? Thì lời khuyên của tôi ở đây là chúng ta hãy thật sự thận trọng và chơi demo nhé, demo backtest qua lắm là xem anh em ha. Đó, nếu chúng ta muốn tham gia một cái nghề đó. Rồi, nhưng mà trước khi tham gia thì tôi mong anh chị em là có một kế hoạch lâu hơn, xa hơn. Anh em hãy ghi ra và trả lời cho tôi câu hỏi như vậy đó. Kế hoạch lâu hơn là gì? Xa hơn là gì? Đó, là mình sẽ demo bao lâu? Mình sẽ tính test theo chiến thuật đó bao lâu? Để mình chơi với chiến thuật đó để mình kiếm tiền. Đó, khách quan theo ông nội Peter Dinh nói là gần như không tin rồi. Chủ quan thì ông nói cũng không tin luôn, bởi vì tâm lý cũng rất quan trọng. Thế thì chúng ta phải có một kế hoạch. Kế hoạch đầu tư thì chúng ta phải đầu tư vào cái gì và đầu tư vào mảng nào? Thì chúng ta hãy cứ nghiên cứu một mảng thôi, ngoài cái nghề mà chúng ta đang làm, nghiên cứu cho sâu cái nghề chúng ta đang làm thì ngon rồi. Nhưng mà chúng ta có thể làm thêm nghề này, ví dụ như bây giờ tôi ok tôi đầu tư về về mảng forex, tôi ví dụ thầy đó, forex coin chẳng hạn này, thì tôi sẽ nghiên cứu cặp đồng EU thôi, thậm chí là trong mề forex thì tập trung vào EU thôi. Ok, tôi sẽ phân tích EU đó, kế hoạch của nó sẽ đi ra sao và tôi sẽ đầu tư demo bao nhiêu đó, và cái kế hoạch của tôi đầu tư là vì sao tôi vào định vân vân đó, và xa hơn là tôi sẽ ăn bao nhiêu và nếu có thua thì tôi thua bao nhiêu đó. Rồi đó là những kế hoạch cụ thể, còn kế hoạch mà dài hơn đó, nó tổng quát hơn thì chúng ta phải nói rõ hơn là mục đích chúng ta có cái nghề mới để làm cái gì là để có cái nghề cho kiếm tiền cho lúc về già, hay là chúng ta chỉ đây để chơi giống như phá thời gian không? Chúng ta phải nói rõ, hiểu rõ được cái vấn đề như vậy để chúng ta đỡ mắc mắc nhiều hơn. Đó. Vậy thì cái mà tôi muốn anh chị em đó là phải tạo ra một cái kế hoạch cho mình nhá. Kế hoạch gì cũng được, nhưng mà phải có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng cho mình. Chứ ví dụ như bây giờ chúng ta mà đi vào sân bay đi, đúng không? Tôi nghe đâu đấy có một câu nói mà, có một câu chuyện đi vào sân bay mà chị reception gì đó nói anh đi đâu, nếu anh chị em mình trả lời là đi đâu cũng được, thế thì cô ấy có bán cho mình không? Thế là anh chị em mình hiểu rồi, nếu mà đi máy bay mà đi đâu cũng được là đi đâu, là đi xa đó. Đó là lúc đó chúng ta dễ vào về Biên Hòa thăm Đồng Nai lắm nên. Cho nên chúng ta phải biết rõ là chúng ta đến đâu sẽ làm gì đó, bởi vì chúng ta mất tiền mua vé, chúng ta phải đi đến đâu đó. Thì đó là một cái mà tôi muốn anh chị em phải có một kế hoạch lâu hơn, xa hơn. Nhớ anh chị em trả lời những câu hỏi như vậy. Ok, thì lặp lại những câu hỏi mà tôi có nói đó là anh em hôm nay trả lời là hôm nay có được gì không, rồi giá trị hôm nay được bao nhiêu, và chốt lại lời khuyên của tôi đó là gì thì anh em hãy xem một clip và kế hoạch lâu hơn, xa hơn là dành cho anh chị mình thiết kế cho cuộc đời mình đó. Ok, thì bài chia sẻ của tôi hôm nay đến đây là hết. Chân thành cảm ơn anh chị em đã xem video và mong anh chị em hãy like, đăng ký và chia sẻ kênh Bitcoin Pro của mình. Thì một lần nữa cảm ơn anh chị em rất nhiều. Anh chị em ha.